Anh em cần một đôi dép đi làm hay đi chơi đều được. Siêu phẩm dép từ Timan chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Phần thân bền bỉ toát lên đẳng cấp thái mạnh, dùng tay kéo mạnh phần da trên, nhưng các nút giữa da và đế không hề có dấu hiệu bị hư hỏng. Em thử hơ lửa với nhiệt độ cực cao, chất da vẫn không bị cháy xém hay co rút. Điều này minh chứng thêm về sự bền bỉ vượt trội của phần thân da bò. Thiết kế gồm nhiều rãnh sâu, phần đế này bền bỉ với mọi loại địa hình và thời tiết, độ bám đường và chịu lực là cực tốt. Phần mặt trong của đế được thiết kế thông minh, không làm đau gót chân, đánh tan cơn nhức mỏi khi mang lâu. Phong chuẩn châu Á, cùng thiết kế thời trang lên chân cực sang, tôn dáng, toát lên khí chất phái mạnh. Bảo hành trong 1 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày, được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.